Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh của Terry Việt Nam. Chúc em có một buổi tối vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra những video tiếp theo. Ok, cảm ơn tất cả anh em. Cuối tuần anh em thế nào rồi? Có đi chơi ở đâu không? Hay là bữa nay khó mua xăng quá nên anh em cũng lười đi chơi. Thực sự là tầm này đổ xăng cực kỳ khó luôn. Mình công việc của mình đấy là chạy xe công nghệ nên cũng hay phải đổ xăng nhiều. Nhưng bây giờ đổ xăng nó khá là khó nên đến cái công việc của mình cũng bị ảnh hưởng. Tôi không sao, thay vì chạy công nghệ thì mình đi về làm clip nói chuyện cùng anh em cho vui. Được rồi, quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay thì mình tiếp tục sử dụng vị tướng Terry thôi. Trận đấu này thì mình đi top nha. Bạn Elsu, nhưng mà bạn Elsu lại tranh mất AD của mình rồi. Mình đành phải đi top thôi. Mình đi với Liliana. Tem bạn thì có 2 phép nên trận này chắc mình cũng phải lên giày kiên cường thôi, vì đi một mình nữa không có ai bảo kê. Phía dưới thì Elsu. Elsu đi với ai ấy nhỉ? Đây, Elsu ăn được mạng Caffini rồi. Ra cũng đã lấy được mạng của Triệu Vân. Định ăn mình ư? Định ăn mình à? Mình xả thoát thương này lại luôn này. Vào đây. Bắn cái ulti xuống cái. Không có liếm láp được mạng nào không? Thành bù liếm. Rồi, mà các bạn ơi, được một mạng rồi. Từ từ đã, Liliana đuổi mình này. Lui về nhé, ăn cục máu này. Ngon có các bạn ơi. Bây giờ vẫn trúng à? Chết, mình căn chiêu sai rồi. Vẫn trúng kìa. Có một mạng ngay ở đầu game, có một mạng. Mình bắn cái chiêu cuối xuống phát là ăn ngay cái mạng của bạn ra rồi. Ngon quá, KS ngon quá các bạn ơi. Một mạng đầu nhá. Tiếp tục lên và farm thôi, đi đường thôi. Đi đường với Liliana thì con Terry này chấp nhận kéo thua nhá. Mình chấp nhận kéo thua nhá, ôm trụ nhá, đợi gank hay đợi lên game thôi. Bắn chiêu cuối gần đây nào. Có ăn được mạng nào được không? Ảo vậy các bạn ơi. Lại ăn được mạng rồi. Hai mạng kìa. Cái chiêu cuối của con Terry này cực kỳ lợi nhá. Các bạn căn cho chuẩn. Cứ không căn chuẩn thì các bạn cứ bắn liều đi. Không được ăn mạng thì cũng được mạng hỗ trợ. Từ đây mình tắt cái loa đã. Liliana hết mana rồi, mình cứ lên thôi, đè thôi, mình có 2 bùa mà. Ô, cũng hết bùa rồi. Triệu Vân lên hỗ trợ mình để mình ra mình rụ Liliana nhá. Nào, ra đây. Nào. Này này, ra đây không? Tôi tỉnh đòn các bạn ơi. Tỉnh đòn này. Cũng biết, chắc là cũng đoán được rừng mình ở trên đây. Ra làm gì đây? Ra làm gì kia? Ba mạng nhá. Rồi, đợi tầm này mình để mình có đồ là các bạn liệu hồn với mình. Chạy đi, đừng để mình bắt được. Trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ lên giày kim cương vì tên bạn có 2 phép. Còn bảng đồ và phù hiệu thì mọi người nếu mà xem kênh mình nhiều thì cũng đã biết rồi. Mình để đồ ở góc màn hình nha. Ăn cho mình con tà thần đã. Cút ngay chỗ khác. Mình đứng đây ke góc để con Lily đỡ vào. Thôi ăn được rồi. Bắn ấy, chiều cuối phân nữa này. Sẽ ăn được mạng nào nữa này. Liều ăn nhiều. Ấy, chị Vân bị Lily đuổi rồi. Đấy, Lily hết máu. Thì có mai còn mana. Mình tưởng hết mana rồi chứ. Bạn chị Vân ơi, bổ đúng rồi, hay quá. Đi đâu nữa. Chết rồi, con Zuka bạn ơi. Cái Zuka bạn ơi. Ôi, con ra đây này. Thôi, chắc cần này là không thoát được rồi. Tốc biến. Đừng. Ui, vẫn chết các bạn ạ. Ôi, không sao. Có Richter lên ép hộ mình nhưng mà không được rồi. Zuka vẫn đang múa. Vẫn bị Zuka đang múa kìa. Đây, đợi mình lên bạn ơi. Đúng rồi. Chết luôn. Hay quá. Quả đấy mà không giết được thì mình cũng bắn cái chiêu cuối lên để cái thêm được mạng nữa. Rồi làm gì nhỉ? Giờ cũng chả có gì để làm.
bản đồ sạch hết rồi, sạch rừng hết rồi, rừng cũng sạch, lớn cũng sạch. Đây mình lên farm lính không, xanh xanh nhưng vẫn phải farm nhá. Tầm này cũng chưa thể là ném gánh tem được đâu. Được có ba món, bắt đầu có ba món thì bắt đầu với con Terrier phát huy được sức mạnh của mình. Đứng dưới giao tranh liên tục nhỉ, sao không ai lên đây nhỉ, dừng bạn rồi. Rồi mình xuống. À, nó tớ lính đây rồi mình xuống ấy. Xuống xem có cái gì vui không. À, Lydia nó xuống kìa. Ô, có cái trụ này. Trụ này mình để trụ luôn đấy các bạn. À, chơi game trụ mà. Thôi nên để cái trụ đây. Để mạng tính sau. Đợt này mình cũng khá xanh rồi. 4-1-0 rồi. À, ăn trụ ép đường thôi. Ôi kìa. Tí thì ăn được mạng ra. Con ra mà nhích lên tí nữa là xong với mình luôn. Chạy xuống ấy. Chạy xuống xem nhiếm lắc mạng nào không. À, thành bù liếm. À, cap à, cap any à. Tục biến lên chơi luôn các bạn nhá. Tục biến lên luôn này. Chấm dứt ngon quá các bạn ơi. 5-1 rồi. 5-1 rồi. Đợt này ai mà cản nữa. Ai mà cản được Mai Diamond nữa. Hả à. Né hết này. Né hết chiêu của Lilyana này. Lilyana tầm này nhổ đau phết rồi. Cái chiêu lên à, các bạn nhớ bắn cái chiêu lên bắn chiêu cuối lên mà dọn lính nhá, dọn lính để tạo cái thế lính cho lính theo mình đẩy tấn công Caesar. Nào các bạn ơi, kinh công này về không, về ngay, nhìn thấy mình tầm này rén ngay, đỡ làm sao được, kinh công đấy các bạn ơi. Thôi, tem bạn này kia Triệu Vân nó không vào kìa. Mình cũng không có góc vào. Victor hay quá. À, chuyện này Yasuo đi Victor. Yasuo đắm hơi là thủ, hơi bị đần một tí. Như bút bẩn như vậy, Tự nhiên tranh mất của mình. Để mình đi kéo với Caffini xem thế nào. Mình đi kéo Lilyana này thì cũng bình thường, không sao, mình lo được. Rồi, Triệu Vân lọ mọ vào rừng bạn, nó bị bắt lại rồi. Đẩy trụ nào, đẩy cố lấy cái đường giữa này, cố lấy cái mid này, nhưng mà chắc không được rồi. Lui về lên đường mình ấy thôi. Các bạn đi cẩn thận nhá, con Zuka mình hồi nãy mình thấy ở đâu ở quanh đây này. Các bạn đi đây con Zuka kìa. Các bạn cứ đi cẩn thận chứ không phải gì, hổ báo làm gì. Đấy, Yasuo lại bắt rồi. Tầm này Zuka nhảy phát mình cũng khó mà sống nổi. Tem mạng nó khởi động kim cương rồi, khởi động một tà thần rồi. Ăn được không? Ui, tiếc quá. Cả chiêu cả mình ném với cả chiêu cuối của Kali cũng ăn được. Tiếc quá, ăn ra. Này, thì Wonder này. Wonder định cân gạt thế giới à? Cứ tưởng Richter mình trận này cũng khá hay nhá, khá mạnh nhá, khá khỏe. Ném lan này, ném vào con quái này thì nó lan sang Caffeine. Tầm này cũng ăn cái ném chiêu thừa, chiêu đánh thừa của mình khá là rác rồi đấy. Mình di chuyển xuống đây kìa, các bạn đi cẩn thận nhé, di chuyển đây ăn con này kìa. Các bạn đi cẩn thận. À, định bắt mình à, mình biết rồi, mình không vào đâu. Hôm nay ra mà dồn cái mình chết đấy các bạn ơi. Mình để bắt nhá, mạng mình mạng sắp đau đấy. Bơm tiền cho bạn đấy, bơm tiền tem bạn đấy. À, chết này. Sống à, đòi sống à, đòi bắt mình à. Chết, đúng các bạn ơi. Gấu chó. À đây rồi, từ đã, đợi nó nhảy xong rồi thì chết thôi còn gì nữa. Mạng tiếp theo. Hay quá Richter truyền thuyết không, may trận này có Richter cũng xanh nhá. Không thì nát hết bot thì Elsu tệ quá. Đã tranh lên mình rồi, đánh tệ. May chứ, may lắm.
Không sao, mình chuyện này mình lo đi. Hey, what à, đi đâu nữa? Chào luôn các bạn ơi. Chạy đâu nữa? Chạy đâu nữa? Đậu đang khá đánh khá khét nhé. À, tầm này mình có 5k điểm rồi. À, chắc là tuần sau được cái cục xanh thôi. À, mình cũng bận quá, thời gian này mình bận quá, mình cày cố đánh đến 5-6 trận nữa. 6 trận. Có thể lên 1000 điểm được. Hơi ít đúng không? Nhưng mà mình đã cố, mình thời gian mình cũng cho phép. À, các bạn nào yêu quý mình thì ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh nhé, để mình tiếp thêm động lực cho mình. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bạn nhé. Chúng ta bắt được Triệu Vân rồi. Bảo thủ thôi, chạy đâu nữa, vẫn chạy được à? Ăn nhanh cái bùa đỏ này. Ép vào rồi, em phải chủ. Đến về à? Ô, đi đâu? Về đâu? Đi bộ về đi, đừng biến về. Đi bộ về cho khỏe chân. Rồi, ép vào thôi, tà thần ra rồi. Nào, ép vào. Đeo xù đấy, đeo xù đấy. Rồi, vẫn chạy được rồi. Ông thần này chạy đâu? Chạy đâu nữa? Đi chuyển khá kém. Tên bạn ra đi chuyển khá là kém. Cân ba luôn này. Cân ba luôn này, một mạ. Thất hiện, ô. Bắn luôn chú cuối lên này, ăn được không? Ôi các bạn ơi, không ăn được rồi. Ôi Yana quả đấy lướt đi rồi, nhưng không ăn được. Cân ba luôn các bạn ơi. Có cơ tầm này có khung tà ma thì... Nên tầm này mình cũng phải ít, phải khoảng ao 2000 tiền với tem bạn này. Mình ao 2000 tiền các bạn rồi. Anh em nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin anh em ạ. Xin các bạn ủng hộ. Xin các bạn ủng hộ kênh cho mình. Ê, ra đá tầm đá khá đau rồi. Không nhờ được ông ra này được. Cũng skin sẽ cổng đấy. Gặp lại cô ta còn đau. Tầm này farm thôi. Đợi lính ép vào này các bạn ơi. À, lên khịa cho cái này. Lên khịa cho cái mình rút về. Tầm này cũng tà ma này, bất tử rồi. Không ngán nữa. Sợ mỗi ra rồi này các bạn ơi. Sợ giờ ra nó rồi. À, đây rồi, có ra hộ mệnh rồi. À, ăn con rồng ép lên thôi. Đây, mình qua đây đẩy cái đơn lính lên á. Tà lăng vào đi, tà lăng ơi. Ném trụ đi các bạn ơi. Ném trụ, tầm này ném trụ nó cũng đẩy ra người. À, lấy luôn cái trụ bọ dưới boss à. Đây, mình đến đây. Tiếp theo, chạy đâu nữa? Lần này chạy không? À, vẫn chạy được à? Hai lần nhá, Liliana thoát được của mình hai lần rồi đấy. Vào đích ơi. Né. Chủ yếu các bạn phải giữ vị trí nhá, né skill nhiều vào, di chuyển nhiều vào. Để các bạn không đoán được hướng di chuyển của mình mà xả dùng chiêu. Vấn đề ơi, ném các bạn ơi, tầm này chỉ có xả chiêu. À, chết rồi, bị ra đá chết rồi. Chết rồi, bị quay rồi. Cũng không sống nổi. Mạng chấm dứt dành cho Liliana. Nào, có ăn được mạng của ra không? Thôi, mình tua nhanh cái đoạn mình chết nhá. Đã mình lúc mình chết thì tem bạn cũng đã ăn được con tà thần rồi. Nhưng không sao, tầm này mình lo được. Kể chấp tem bạn cái con tà thần đi. Tem bạn đang định ép vào kìa. Các bạn giữ vị trí nhá, giữ vị trí tốt nhá. À, đây đánh nhau rồi. Rồi, à đây tem bạn chết rồi, cái viên đi chết rồi, dồn lên thôi. Ôi, hai mạng rồi. Liliana chạy đâu? À, Liliana vẫn chạy được kìa. Để lên mình tìm giết luôn này. À, hóa cáo rồi, chạy mất rồi. Chắc mình cũng không đuổi được đâu. Ôi, kệ nó đi. Dồn lên thôi. Chịu vẫn này, dồn lên này, à, đẩy lính sang nhanh rồi dồn lên này. Gấu béo ơi. Gấu béo đứng lại đây, gấu béo chết luôn này.
À, đợi lính các bạn ơi, lấy lính vào thôi. Ấy khá đau, Liliana nhảy nhổ khá đau đấy. Bà bảo vệ lính nhá. Đây, Zuka này, ra áo chết thôi. Rồi, trận đấu của mình kết thúc ở đây rồi. Mình cũng xin phép kết thúc clip ở đây nhá. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một chia sẻ. Nếu mọi người chưa đăng ký kênh thì mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em. Chúc em hẹn anh em trong các clip tiếp theo. Bye bye.